Sáng ngày 11 tháng 6, Hội Cựu chiến binh huyện Hoàng Hóa đã tổ chức Đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 7 giai đoạn 2019-2024. Sau 5 năm, đến nay hội viên cựu chiến binh toàn huyện Hoàng Hóa đã có trên 12.000 hội viên. Nhiều hội viên đã chuyển đổi cây trồng, nâng cao thu nhập cho gia đình. Hội đã nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trên 113 tỷ đồng với 68 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 2.391 hộ vay. Các hội viên vay vốn đều sử dụng vốn vay có hiệu quả cao. Hội đã thành lập 37 câu lạc bộ cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi ở cơ sở, hàng trăm trang trại, gia trại, tổ hợp sản xuất kinh doanh do cựu chiến binh làm chủ. Trong 5 năm, hội đã hỗ trợ sửa chữa, làm mới 39 nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hiến trên 52.000 m2 đất, ủng hộ đóng góp trên 36 tỷ đồng, 43.245 ngày công làm đường giao thông nội đồng, liên gia, xây dựng nhà văn hóa. Đại hội đã bầu đại biểu dự Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Thanh Hóa lần thứ 7 và khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024.